một quan chức quân sự cấp cao Ukraine cho biết, tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất có thể được vận chuyển đến Ukraine trong tháng 5. Người phát ngôn quân đội Ukraine Ilya Eflat cho biết, Kiev có thể nhận được lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên trong tháng 5. Tuy nhiên, ông Ilya Eflat cũng nhấn mạnh, chúng tôi không đoán trước được tương lai vì ngày tháng giao hàng đã bị thay đổi nhiều lần. Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn đang chờ đợi. Quan chức Ukraine cho biết thêm, quá trình giao tiêm kích F-16 nằm ngoài tầm kiểm soát của Ukraine và quân đội Ukraine sẽ chiến đấu với những gì đang có. Theo tờ Ukrainskaya Pravda, ông Ilya Eflat nhấn mạnh Kiev muốn nhận máy bay chiến đấu F-16 càng sớm càng tốt. Phi công Ukraine đang được đào tạo lái máy bay phản lực ở Anh, Đan Mạch, Mỹ và Pháp. Quan chức Ukraine thừa nhận việc vận hành F-16 sẽ gặp nhiều khó khăn. Hồi tháng 4, phát ngôn viên quân đội Ukraine thông tin việc xây dựng hầm trú ẩn cho máy bay phản lực cần đến nguồn vốn khổng lồ. Kiev sẽ cố gắng sử dụng phương pháp khác để bảo vệ tiêm kích F-16 khỏi các cuộc tấn công, bao gồm phân tán chúng đến nhiều sân bay. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Charles Brown tiết lộ, các nước phương Tây không chỉ cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16 mà còn cả vũ khí khác nhau. Chúng tôi không chỉ cung cấp máy bay phản lực F-16 cho Ukraine mà còn có cả hoạt động đào tạo phi công, huấn luyện bảo trì và hệ thống vũ khí đi kèm, tướng Charles Brown nói. Kiev hối thúc các nước phương Tây ủng hộ cung cấp vũ khí ngày càng tiên tiến kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Moscow, xem những vũ khí đó là yếu tố thay đổi cục diện trong cuộc xung đột. Moscow cho rằng nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột mà không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình ở tiền tuyến. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, toàn bộ phi đội F-16 mà các nhà tài trợ phương Tây cam kết cung cấp cho Kiev có thể bị phá hủy trong vòng chưa đầy 3 tuần. RT đưa tin, ngày 1 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã gặp các quan chức quân sự hàng đầu nước này để thảo luận về tình hình chiến trường trong cuộc xung đột với Ukraine, đặc biệt chú trọng đến khâu sản xuất vũ khí. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ông Shoigu đã nghe báo cáo quân sự tại trụ sở của quân đội ở một địa điểm không được tiết lộ. Cuộc họp được cho còn tập trung vào phân tích chiến thuật của Ukraine. Ông Shoigu cũng kiểm tra vũ khí chống máy bay không người lái được hiện đại hóa với đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho thấy ông đứng gần một khẩu súng máy hạng nặng 2 nòng được trang bị ống ngắm chuẩn trực. Bộ trưởng Quốc phòng Nga yêu cầu các lực lượng quân đội nước này tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo các hướng hoạt động phù hợp với kế hoạch cho chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa việc cung cấp thiết bị. Để hỗ trợ nhịp độ tấn công cần thiết, cần phải tăng số lượng và chất lượng vũ khí và thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội, ông Shoigu nói. Theo ông Shoigu, để đạt được mục tiêu này, quân đội có hợp đồng nhà nước với các nhà thầu quốc phòng cần ưu tiên giảm thời gian sản xuất càng nhanh càng tốt. Ông lưu ý rằng, các lực lượng vũ trang phải giải quyết các vấn đề khẩn cấp trong lĩnh vực này, đặc biệt là liên quan đến việc sản xuất các loại vũ khí được sử dụng thường xuyên, nhất là ở trên chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả của các cơ sở và đơn vị sửa chữa là đặc biệt cần thiết, yêu cầu các bên liên quan giảm thời gian cần thiết để sửa chữa các động cơ không hoạt động và các thiết bị khác, cũng như bổ sung kho phụ tùng thay thế. Tháng trước, ông Shoigu tuyên bố rằng quân đội Nga đã giành được thế chủ động trên chiến trường và kiểm soát thêm một số khu định cư ở Donbass, Ukraine. Hôm 29 tháng 4, tướng hàng đầu của Ukraine, ông Alexander Sersky, thừa nhận đã rút lui khỏi một số cứ điểm trong khu vực. Trong khi đó, cả quan chức Ukraine và truyền thông phương Tây đều bày tỏ quan ngại sâu sắc về khả năng nước này chống chọi với một cuộc tấn công có thể xảy ra vào mùa hè của Nga, bất chấp việc Mỹ gần đây đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ. Moscow tuyên bố sự hỗ trợ quân sự sẽ không giúp Kiev lật ngược tình thế trong cuộc xung đột. Mỹ ban hành hàng trăm lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
bao gồm cả các lệnh trừng phạt thông qua Trung Quốc. Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với gần 200 mục tiêu. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ định hơn 80 mục tiêu, một trong những đợt trừng phạt có phạm vi rộng lớn nhất nhắm vào Nga của Washington cho đến nay. Trong khi đó, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc, cho rằng các công ty này có liên quan đến việc hỗ trợ Nga. Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra bình luận. Liu Pengyu, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết, chính phủ nước này giám sát việc xuất khẩu các mặt hàng có công dụng kép theo luật pháp và quy định, đồng thời cho rằng các tương tác kinh tế và thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga tuân theo quy tắc và nguyên tắc thị trường của Tổ chức Thương mại Thế giới. Ông nói, phía Trung Quốc kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp của Mỹ. Mỹ và các đồng minh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng nghìn mục tiêu kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, trong đó bao gồm cả việc ban hành các lệnh trừng phạt đối với các công ty ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài Trung Quốc, các lệnh trừng phạt mới cũng nhắm đến các mục tiêu ở Azerbaijan, Bỉ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Slovakia mà họ cáo buộc đã giúp Nga có được công nghệ và thiết bị rất cần thiết từ nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ định hai nhà khai thác tàu tham gia vận chuyển liên quan đến các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Bắc Cực của Nga. Các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ đối với dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng 2 ở Bắc Cực vào tháng trước đã buộc Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của Nga, phải đình chỉ sản xuất do dự án thiếu tàu chở nhiên liệu. Các công ty con của công ty điện hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga cũng như 12 đơn vị trong công ty Siban Trockside, một công ty Nga khác, cũng là đối tượng bị nhắm đến. Washington cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với hãng hàng không Bobeda của Nga, một công ty con của hãng hàng không Aeroflot Nga. Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã bổ sung hơn 200 máy bay Boeing và Airbus do các hãng hàng không Nga vận hành vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ba Lan tuyên bố các thiết bị quân sự của nước này sẽ được triển khai gần biên giới Ba Lan-Nga từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 ở tỉnh Gomyan-Masurian theo một phần của cuộc tập trận Shepherd Defender của NATO. Hãy đặc biệt thận trọng trong thời gian sắp tới vì trên đường đi có thể gặp nhiều đoàn xe quân sự. Cao điểm của cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 5 tại các khu vực của các tỉnh Tây Pomeranian và Gomyan-Masurian, đài Sputnik dẫn thông báo của Bộ cho biết trên mạng xã hội X. Gomyan-Masurian là tỉnh nằm ở đông bắc Ba Lan, có biên giới giáp danh vùng Kaliningrad của Nga và biển Baltic. NATO đã khởi động cuộc tập trận Steadfast Defender từ tháng 1. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến hết tháng 5 và có sự tham gia của hơn 90.000 binh sĩ từ tất cả 32 quốc gia thành viên. Giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận tập trung vào việc điều quân khắp châu Âu. Trong cuộc tập trận, các đồng minh có kế hoạch thử nghiệm kịch bản xung đột chống lại một đối thủ ngang bằng. Hồi tháng 1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói rằng quy mô của cuộc tập trận Steadfast Defender năm 2024 cho thấy NATO quay lại các kế hoạch chiến tranh lạnh nhằm chống lại Nga. Ông nói thêm rằng những cuộc tập trận này là một yếu tố nữa của cuộc chiến hỗn hợp do phương Tây tiến hành chống Nga.